Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ 2. Thì trong khoảng thời gian gần đây thì bên em bán cũng rất là nhiều và chạy những cái mẫu tranh như cái dòng mã đáo thành công. Vì vậy mà ngày hôm nay bên em làm treo lên cũng như là để trưng bày một bộ để các bác có thể qua xưởng vừa tham khảo cũng như là mua hàng, lựa chọn được những cái sản phẩm tốt nhất. Thì ở cái bộ này thì bên em đầu tiên là về cái chất liệu thì em sẽ giới thiệu qua. Chất liệu bên em làm bằng gỗ hương đỏ nhập khẩu từ Nam Phi các bác ạ. Thì trong khoảng thời gian vừa qua khi mà em quay livestream thì các bác cũng thấy rồi, đa phần thì tranh bên em làm đều là làm bằng gỗ hương đỏ, bởi vì cái chất liệu nó tốt và nó thuộc nhóm 1 thì nó sẽ không có lo bị mối mọt cong vênh. Cái thứ hai nữa là về kích thước của cái bộ bán rất là chạy, cái bộ tranh này thì bên em làm chiều dài là 1m97 và chiều rộng là 97 các bác nhá. Dày là dày 5 phân ở khung thành ngoài. Đó, và ở bên trong thì bên em đục là 8 con ngựa chạy nhìn rất là khỏe khoắn luôn. Và cái kiểu dáng cũng như là bờm biếc nó rất là mềm mại các bác nhá. Vừa có tính mềm mại mà vừa có sự khỏe khoắn ở trong đó. Ngoài ra nữa thì ngựa thì trong phong thủy được coi là mang lại cái tin vui, mang lại cái điềm báo vui cho gia chủ. Vì vậy mà sẽ mang lại cái sự suôn sẻ, thuận lợi trong công việc, trong làm ăn cũng như là mang lại cái sự thịnh vượng cho gia đình. Đó, và mã tranh mã đáo thành công này thì rất là đẹp các bác nhá. Thì với cái kiểu dáng đầu tiên là về cái phần đục thì bên em làm là đục sâu 2 phân. Đó, và ngoài ra cái khung cảnh toàn bộ, quang cảnh toàn bộ, bố cục thì được phân chia rất là rõ ràng. Ở bên kia thì ở bên này thì sẽ có là cái phần cây tùng này. Trong cái tranh phong thủy nào cũng có cây tùng cả các bác ạ. Ngoài ra nữa thì nhìn núi non trùng trùng điệp điệp. Và cái họa tiết chính và điểm nổi bật chính là nổi bật lên là 8 chú ngựa phi đang chạy rất là khỏe khoắn luôn. Ở phần khung ngoài thì bên em làm là cái phần ngoài thì được đục là họa tiết hoa văn các bác nhá. Hoa văn hoa lá tây ở phần viền ngoài. Và phần khung tranh ngoài thì bên em làm là dày 5 phân thì cũng được đều uốn vát để cho nó mềm mại hơn và nó cũng sinh động hơn, nó đỡ bị thô các bác ạ. Ở phần trong này thì bên em làm nguyên một tấm liền các bác nhá. Ở bên trong đục như vậy là nguyên một tấm gỗ liền đục luôn. Đó, đục như vậy không một cái vết chóp ghép nào các bác ạ. Và bên em đang bán với giá thành là 13.800.000. Đó, gỗ hương đỏ và kích thước là 1m97 x 97, dày 5 phân. Thì bác nào mà thích cái mẫu dòng tranh mã đáo này, hoặc là mình cái hợp của cái tuổi của mình hợp với tuổi với ngựa thì mình cũng có thể là tham khảo dòng tranh này các bác nhá. Đó, thì bên em là cơ sở 1 đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở 2 là ở ấp Mới 2 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bác nào mà ở gần hai khu vực này thì cũng có thể là qua trực tiếp showroom bên em để lựa chọn cái sản phẩm, cái dòng tranh phù hợp. Ngoài ra thì bên em có những cái dòng tranh từ 13 triệu đến 75 triệu. Thì bác nào mà thích cái tầm phân khúc nào và tài chính của các bác muốn chơi ở cái tầm giá nào thì các bác cũng có thể là lựa chọn các bác nhá. Cuối cùng thì đừng cho em quên cho em Linh xin một nút like, share và đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới từ Thế Giới Đồ Gỗ. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.